Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái chức năng rất là tuyệt vời trong VLCS 7200, chính là chức năng video cung cấp của ứng viên Sophos để được chuyển tải đồng và được chuyển trí. Đây là một chương trình mới của các bạn, nó được tạo bởi VLC CPU 1214C. DC, cho mình sẽ có gì hết. Thì để tạo được quyền cho chức năng CPO thì rất là đơn giản. Chúng ta được trình là như sau. Nhấn vào chúng ta kết thế đó thì cần thiết thông số đó là kích hoạt video thông số. Và cái hình của CPU để được cái bản thông số cấp thiết cho luôn đó. Ở bản này thì đã chọn cái mục là full train generator đây. Thì đây là cái chỗ mà phát súng đó, có hai cái phát súng là phát súng bằng PTO hoặc là phát súng bằng PWM. Thì ta thấy ở đây có mục enable this full generator, nghĩa là enable kích hoạt cái môn phát súng này, chọn enable. Thì các xuống phía dưới thì ta có là tên của cái này là full symbol. Ở đây một cái full option chúng ta có là chúng ta chọn PWM hoặc là PDO á. Thì với PWM này tức là phát xung thì ta có là tham bay là millisecond, thì tương ứng với cái này là millisecond. Thì ta đang chọn là 100 mili giây và cái initial cooling duration có nghĩa là cái thời gian mà nó độ nóng của súng thì đây là 50%, ta có thể chọn là 50%, 50%, 50%. Đây có đơn vị có thể có là mini giây hoặc là micro giây này. Thì đây là PWM, PWM phát súng ở một kiếm ngõ ra. Thì như đã nói thì cái phần chức năng PWM này á, hay là PTO này F7102 có thể tối đa là phát 4 tập súng điều khiển 4 động cơ cùng một lúc. Nếu mà chỉ dùng PWM á thì sẽ dùng hết 4 chân, còn nhớ PDO sẽ dùng hết 8 chân. Ở đây cái phần đó là chúng ta sẽ lựa chọn là cái kiểu đó là PWM hay là PDO, cái signal type đó thì chọn PDO này. Thì có các lựa chọn như là phương hướng ở chân A và chân B là chân hướng, rồi chân A là chân lên, chân B là chân xuống, rồi chương A chương B là phải xịt rồi phải có phát ổn vứt. Ta chọn là đơn giản là video là chương A phát súng, chương B là phát hướng. Rồi sau khi ta chọn như vậy thì thông số nó sẽ biến mất như vậy. Rồi hardware output là khi chân mà mình lựa chọn để phát súng ra thì ta có chương phát hướng không á là chương phát súng 100 kHz. Còn chúng không nhân buộc là 100 kHz. Ở F72 thì ví dụ ta chọn 0.2 hoặc là 0.3 thì cái giá trị của nó là 100 kHz, nhưng mà nếu ta chọn 0.4 trở đi thì giá trị nó chỉ còn là 30 kHz thôi. Vậy thì lưu ý là từ 0.3 là 100 kHz, 0.4 trở đi là 30 kHz, tôi chọn là 0.1. Rồi đó thì tương tự như vậy đối với phương kích hoạt của cái chân khác thì chúng ta có thể kéo xuống và chọn nhắc lại chúng ta thì cứ bấm enable is full generator là một. Bước thứ hai chọn cái đồ PTO full
xuống B. Vậy thì chúng ta là chọn hai cái con số là từ 0.0 cho 1 và từ 0.2 cho 0.3. Đó. Sau khi chọn như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu vào cái phần điều chỉnh thông số của technology object với motion control đó, chúng ta làm như thế nào nhỉ? Chúng ta chọn ở đây technology object của new. Đây thì nó hiện ra nó có hai chức năng này là motion control với là VD. Đó thì đã chọn ta đang làm về motion control đó, motion control là bằng ngang hai đây thì có hai chức năng là có comment table điều khiển chuỗi và chuỗi hoạt động chuỗi động tác đó, có thể là position axis để điều khiển xác vị trí. Chọn ok. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái thông số này. Đây sẽ chọn axis name của cái đầu tiên chọn là axis một cho ngoài của mình là VTO cùng chuỗi động push. Đơn vị chúng ta là mm. Đây còn một số đơn vị khác. Rồi. Một drive thì cần drive VOC, drive và motor để chọn là gì? Để có hình hardware này, chọn cái cá sơn này, chọn push bước 1. Đúng với là cái video của hồi nãy của thằng Peter. Đây người ta hiện ra số cho mình có loại này là VTO đó có ra sung đặt đây là xích một phun chấm không rồi có ra hướng chuyển chấm một đây đó rồi ta sẽ chọn tiếp mechanics là gì là thông số rất là quan trọng và từ đó mà động cơ có thể chạy chính xác được nó gồm thông số là phuls là số sinh per motor revolution là cho một phần quả trị motor thì ở đây nó giá trị của nó không đầu là gì là 1000 xung thì cái motor sẽ có được một phần thì trong các bước thông thường á của chúng ta chạy như đầu của step thì nó là 200 xung thì nó sẽ quay được một phần và do động cơ bước mà nó bắt được step thì nó lần cái độ dịch của nó rất là lớn. Do đó thường thì hay chạy ở chế độ V-Block. Phổ biến nhất là chế độ V-Block 1/16 á. Thì nó thông ra thì quay nó rất là vừa, gắn nó êm. Và 200 xung một vòng ở chế độ V-Block 16 nữa. Cho nên 3200 xung thì nó sẽ quay hết một vòng. Đó thì cho nên là tùy số vòng, số xung thì cũng quay hết một vòng. Tùy chế độ driver của mình. Mình nhân vào thì mình ra được con số này. Tiếp theo là log movement per motor revolution là log movement là cái giá trị mà cái tải là cái gì, cái tải là cái gắn với động cơ này đi khi mà động cơ phải được một vòng á thì nhìn thấy nhá, đây là còn ta có một chuột fix me gắn với chuột động cơ này. Khi mà động cơ quay thì nó sẽ chuyển đổi chuyển động quay trở thành chuyển động thẳng khiến cái vực này nên di chuyển. Khi động cơ này quay một vòng thì cái vực này di chuyển khoảng đường là bao nhiêu mm. Đó, hồi nãy đã để đơn vị là mm. Đơn vị ở quay cho xuống. Đây, ở đây đơn vị là mm. Thì ở đây thì đơn vị của nó hiện ra sẽ là mm. Thì làm sao mà biết thì cái động cơ một vòng thì cái đoạn cái cột tích me gắn với động cơ này là đi được bao nhiêu mm thì ta lấy cái điểm trên này của chiếc me làm chuẩn đó, lần lượt quay nó 10 vòng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó sau khi quay được 10 vòng á coi là so với cái vị trí sát ban đầu này nè, ở vị trí ban đầu á thì nó đi được khoảng đường bao nhiêu. Thì thực tế cái loại chiếc me mình dùng á thì xong quay 10 vòng á nó đi được 12,7 cm hay nó cách khác là 127 mm. Như vậy thì nó quay được một vòng á thì ta lấy trung bình 10 cái thì nó cũng tương ứng là chính xác luôn á,
12,7 km. Như vậy thì số xung mà động cơ quay hết một vòng là 3.200, còn quãng đường mà cái động cơ đi được trong một vòng là 12,7 km. Đó, như vậy thì đây là hai thông số quan trọng nhất của việc được cái động cơ mà các bạn lưu ý. Tiếp theo là ở đây thì nó là permitted direction of rotational, nó có lựa chọn là nó sẽ quay theo chiều dương, quay theo chiều âm hoặc là quay cả hai chiều. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn quay cả hai chiều thì chúng ta điều khiển trục lòng là có thể đi tới rồi đi lưu lại. Theo là inverse direction signal, có nghĩa là khi mà chúng ta bấm quay theo chiều dương mà động cơ nó đi đuôi thì chúng ta nên sẽ bấm chọn inverse thì bấm chiều dương thì chúng ta sẽ đi tới. Đi tới hay là đi đuôi thì phụ thuộc vào cái chiều mà mình mong muốn thôi. Ví dụ như là nó mình bấm đi tới nó đi tới đúng rồi, còn cái đuôi nó đi đuôi đúng rồi thì thôi. Mà nếu nó đang ngược với cái chiều mà mình mong muốn, chiều mình quy định đó, thì sẽ chọn vào inverse rational signal. Tiếp theo là chúng ta sẽ vô phần position limit. Position limit này là gì? Tức là động cơ gắn với trục vít me. Vít me là một cái cơ cấu truyền động chúng ta, nó di chuyển trái sang phải thì có thể nó sẽ chạm cái thành hai bên á, và lúc đó động cơ tiếp tục quay thì tất nhiên á thì nó sẽ làm hại hai cái thành này. Do đó thì lúc chúng ta sẽ ở cạnh hai cái thành này, hai cái cảm biến, hai cái limit switch công tác hành chính á, nếu nó chạm vào thì động cơ có thể dừng lại hay là sao đó. Thì ở đây Siemens cung cấp cho chúng ta hai cái giải pháp á, là từ hardware limit switch và software limit switch á. Thì hai cái này rất là tiện lợi luôn. Ví dụ như thường là ở các cơ cấu của trục đồng ở hai trục gắn với động cơ đều có hardware limit switch, chúng ta chọn cái một hardware limit switch. Thì khi mà chọn cái loại hardware limit switch á thì hai cái này là bắt buộc chúng ta phải chọn đó là input low hardware limit switch, nghĩa là cái limit switch mà gắn tại vị trí min của trung đồng mà mình cho phép. Thì ví dụ như là chúng ta gắn với nó là cho Q0.0 để chọn vào rồi nó sẽ nhảy ra là nó sẽ tự động đặt điểm trong biên tạp chúng ta luôn là 0.0 là exist một low hardware limit switch. Rồi ở vị trí không vị trí mát thì chúng ta gắn với Y0.1. Rồi nó sẽ hiện lên thấy số 1 là 2 hardware limit switch. Thì chọn cái này các bạn lưu ý là ở đây có chữ. Còn cái limit switch nó sẽ kích hoạt thế nào? Ví dụ như là nó kích hoạt khi mà dòng điện đi áp thấp, chọn limit select cái hồ nó là như vậy. Khi mà cái limit switch của mình nó sẽ kích hoạt khi mà tức là khi mà đụng vào cái limit switch thì vật liệu cao ta chọn hai level, thường là khi vào có thì nó có điện đúng không? Rồi từ có một nó còn cho phép một cái chữ màu xanh này đó, nó nằm trước khi mà đụng về hai quay limit switch thì nó là software limit switch, thì đang sẽ giới hạn cái môi trường của nó trong cái vùng đó thôi. Rồi đây bản thân cái general của cái này là cái số là gì, đây là chính là cái mà gọi là motion control này là chủ động đó. Thì đã thấy là cái hình này á là velocity là vận tốc này, cái vật này là thời gian này. Thì đầu tiên á thì vận tốc nó bắt đầu với vận tốc start stop velocity ở đây, là nó sẽ gia tốc lên tới đỉnh, nó max velocity là số ta nạp ở đây, là nó sẽ chạy ở tốc độ max. Rồi khi mà dừng tới đỉnh thì nó sẽ giảm tốc xuống, rồi đạt vị trí start stop velocity, chúng ta sẽ chuyển sang vị trí không thì chẳng hạn. Do đó mà để cái cài đặt cái thông số mong muốn này á, thì ở đây nó cho có thể chọn đơn vị nó là số xung trên dây, mm trên dây vân vân.
tùy vào mô hình thực tế của mình đó. Đối với hệ thống của mình đó, mình chạy khoảng bao nhiêu mm trên giây, giây được đi ở bao nhiêu mm á, tối đa không ảnh hưởng tới hệ thống này. Nhìn vào thì không thấy nó rung hoặc là lắc hoặc là gì đó, thì mình ghi vào đây là tốc độ tối đa, ghi đây tốc độ tối hiệu. Ví dụ như là đối với hệ thống trung tâm máy của mình là khoảng 30 mm/s á, tối đa thì nó ổn, thì nó tốt, nó thể chạy bền bỉ lâu dài. Do đó thì thường cái tốc độ khởi động đối với tối đa, nếu như mà không có vấn đề gì thì ta sẽ tìm chọn 1/10, ta chọn 1/10 tốc độ tối đa, ví dụ trên 30 ta tầm 3 là được. Đó thì sẽ được là khi động cơ nó sẽ chạy từ vị trí này đến vị trí kia theo vận tốc á, theo biểu đồ hình thang như thế này. Đây là chọn là gì, chọn acceleration đi là acceleration có nghĩa là gia tốc, và giảm tốc á thì có thể chọn thời gian gia tốc là giảm tốc là bao nhiêu, như thường là 5 giây thì cũng gọi là 5,4 mm trên giây bình thường thì nó còn nhỏ, do đó ta sẽ chọn lớn hơn 3 giây chẳng hạn, 3 giây chẳng hạn. Đó thì nhìn vào đã thấy giá trị gia tốc này là hồi nãy 5,4 giờ lên 9 mm/s bình thường là nó nhanh hơn nhiều rồi. Đó như vậy đấy thì có enable the limit, cái là chức năng là gì, nên nó sẽ làm quá trình lên hoặc xuống được bước hơn, chẳng là thấy đó gia tốc giảm tốc nó bước hơn, đặt cầu vào đây nó chạy tốc hơn, con số để cho nó tự động. Emergency stop là gì, emergency stop là gặp một trường hợp khẩn cấp á thì nó sẽ ngắt, cũng sẽ ngắt con bằng tốc độ bao nhiêu. Thì đây là max 30 này, min 3 này, thì mình thì tôi sẽ đang chọn đó là 0,2, tức là khoảng 1/10 khi thời gian gia tốc và giảm tốc bình thường á, thì nó sẽ giảm rất là nhanh. Mình tôi đang khi mà gặp được cấp thì gần như là ngay lập tức là dừng luôn động cơ. Đó thì thông thông qua cái cài đặt này, cài đặt của đây thì mechanics đó thì nó biến là một một vòng nó thì nó quay được bao nhiêu km, còn thông qua cài đặt ở đây thì nó biết được ở cái thời gian mà vận tốc đó di chuyển tốc độ thế nào mong muốn. Và cuối cùng là homing là cái để xác lập cái vị trí không ban đầu á. Đây thì người ta homing active thì chúng ta chọn một cái cảm biến để chúng nó phát hiện được cái gốc. Bây giờ ví dụ như chọn là ví dụ tấn công, thường mà cái cảm biến mà phát hiện được cái gốc thì nó gắn trên cái hành trình chuyển động của cái cơ cấu á. Thì nếu như mà mình dùng cái cảm biến có điểm chuyển cứng á thì cái thường mà nó lúc cao hơn lúc mà cảm biến mình trẻ gần lúc thấp. Ở đây thì ta có approach homing direction là cái hướng mà chạy về hướng mà chạy về vị trí gốc á, on side of the switch là góc sai của tâm lên sai. Thì cái ý nghĩa của nó như thế này, khi mà ta chọn positive direction á thì nó sẽ chạy từ âm, nó sẽ chạy về dương. Thì khi mà bấm homing switch á thì homing limit bấm homing thì nó nên là nằm vị trí âm thì nó sẽ chạy qua cái cảm biến theo chiều dương á thì đúng. Còn nếu như ta đang chọn chạy theo chiều dương này hoặc là nằm nằm ở chiều dương sẵn rồi thì mình chạy theo chiều dương tiếp thì nó sẽ đụng cái hardware cái switch thì nó sẽ chạy về lại. Tuy nhiên ở khi mà cái hardware này switch mình đang không có kỹ á thì nó đụng qua cái switch đôi khi sẽ gây tổn hại của hệ thống. Do đó thì ví dụ như là ta muốn vị trí hardware này switch á thì thường chạy theo chiều dương mà người thường nên nằm ở phía âm, nó chạy về dương thì nó chạy qua đây rồi chạy về lại. Còn cái sai ở của mình thì sẽ biết là cái gì, là cái chiều mà tức tức là cái của mình sẽ biết là một cái diode nó sẽ phát hiện khi mà nó bị trắng, thì tấm trắng nó sẽ to
hoặc là nhỏ, có thể là tấm trắng rất là to luôn. Đó, hình chữ nhật như này. Thì ta chọn quá thân sai, có nghĩa là khi mà đùng cái mớp tấm trắng thì nó phát hiện luôn. Và ta chọn top sai, có nghĩa là khi mà qua hết tấm trắng rồi nó như vậy. Đó là hai lựa chọn. Ở đây thì ta có một cái dấu là Tobis auto reset switch, nghĩa là khi mà dò vị trí home đúng cái nghiêm switch thì nó tự động bảo trở lại, nếu mà đồng là đừng luôn và chọn vào đúng nghiêm switch thì nó bảo trở lại. Rồi đây này, lưu ý ở đây là có cái chọn tốc độ hướng về home này, tốc độ khi mà trong khoảng lưu của ban đầu 30 là còn home này velocity á, tức là tốc độ mà khi mà nó là xẹt qua cặp biến rồi, sẽ có cái đặc biến hôm rồi thì nó chạy ngược về lại đó, cho người ta nói thì tốc độ nào cái chọn khoảng bao nhiêu, chọn 15 phần nghìn là 10 cũng được. Nếu tốc độ này chậm thì do hôm nó thì chỉ nó chính xác hơn. Ở đây ở một thông số xác định vị trí hôm quan trọng đó là hôm của di sản offset. Thì hôm của di sản offset này á là gì, nghĩa là khi mà nó cảm biến home chúng ta là đặt ở đây, nhưng mà chúng ta muốn là vị trí ở không không á, là một vị trí khác cách nó là khoảng 5 hay ví dụ 50 mm chẳng hạn, thì là sẽ mở vị trí này sẽ là 50 mm. Thì sau khi mà nó dò được cái cảm biến vị trí home này rồi thì cái đầu của chúng ta sẽ tự động chạy về vị trí cách nó là dương 50 mm, rồi nó sẽ dừng lại ở đó và nó chọn vị trí đó là vị trí không không chứ không phải là vị trí mà đang đặt biến vị trí không không đó, thì rất là linh động. Như vậy thì thông qua chọn thông số này á thì chúng ta được giờ thì sau khi chọn những thông số này chúng ta sẽ nạp vào cái vị trí mà mình muốn đi tới thì động cơ sẽ đi tới chính xác, tại vì nó kết hợp của các yếu tố sau, đó là số xung để được khai báo chính xác, đoạn đường đi được một vòng để được khai báo chính xác. Chúng ta cũng đã khai báo về mặt tốc độ, cho nên tốc độ mà đi tới đó cũng được điều chỉnh chính xác, nhanh chậm và được kiểm soát, và thời gian gia tốc hoặc giảm tốc. Rồi vị trí hôm này để bạn tìm xác định cái vị trí không ban đầu, rồi từ đó xác lập vị trí tọa độ, từ đó nó biết vị trí đó cách 15, ví dụ như cách 50 mm á, tương ứng với bao nhiêu xung, thì nó từ đó nó sẽ phát ra số xung tương ứng. Như vậy thì do đó mà nó điều khiển được đi được tới vị trí mong muốn chúng ta đặt. Sau khi cài đặt thông số đó thì ta vào trong commission mình này, nên chọn có thể là job. Commission mình là chế độ điều khiển bằng tay, thì ta test chức năng có thể là chạy đi chạy tới để ta vị trí hoặc là người vô.